Và sau đó là những pha xử lý rất tốt. Đây là pha kiến tạo thứ hai của Watkins ở trong trận đấu này rồi. Bàn thắng vẫn đang lảng tránh cầu thủ mang áo số 11, nhưng anh đang góp công rất nhiều cho hàng công của Aston Villa. Pha xử lý là của Langley. Bóng được triển khai lên phía trên. Watkins. Pha phối hợp không thành công. Trận thắng 3-0 trước Fulham tại Villa Park. Rất tốt, rất điểm, rất nguy hiểm. Tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Aston Villa tạo ra. Và vừa rồi là pha bóng mà cú đá thuộc về Ollie Watkins. Một pha bóng sai lầm đến từ hàng thủ của Burnley. Tình huống phòng ngự không tốt. Moreno đã có cơ hội chuyền bóng vào trong để cho Ollie Watkins tung ra cú dứt điểm, một cú vô lê bóng sống đến từ tiền đạo này. Bây giờ Aston Villa tấn công. Moussa Diaby được chuyền cho Watkins. Ollie Watkins rất nỗ lực để đưa trái bóng trở lại với cuộc chơi. Nhưng đó cũng là một tình huống phòng ngự đáng khen của Ossier. Moussa Diaby cho thấy giá trị của mình. Đây là một tình huống chọc khe khá hay đến từ Moussa Diaby. Nó đặt Ollie Watkins vào một vị trí ở trong khu cấm địa của Burnley. Một pha phát bóng dài cho Ollie Watkins. Đối diện với Ossier, Ollie Watkins quyết định đi bóng vào trong. Watkins. Leon Bailey. Cuối cùng bàn thắng cũng đến dành cho Aston Villa. Watkins chưa ghi bàn, nhưng anh là người đã kiến tạo cho Leon Bailey. Niềm vui trong ngày cuối năm dành cho những cổ động viên của Aston Villa tại sân Villa Park. Nơi đây vẫn sẽ mang lại những thành quả dành cho Aston Villa. Sau những sức ép được tạo ra, sau một lối chơi tích cực trong quãng thời gian gần 30 phút đã qua của trận đấu này, thì Aston Villa đã được tưởng thưởng một đường phất dài dành cho Ollie Watkins. Lựa chọn đến từ cầu thủ áo số 11 là đi bóng vào trong. Đường chuyền của anh tưởng chừng như là sửa lưng với Moussa Diaby, nhưng lại đến thẳng vị trí của Leon Bailey. Hệ thống phòng ngự của Burnley đã bị phá vỡ trong tình huống này với đường chuyền đó của Watkins. Sự áp sát dành cho Bailey là không đủ tốt. Và sau một nhịp khống chế, Bailey đã quyết định dứt điểm ngay. Một cú đá quyết đoán vào góc gần, bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Burnley. Và nó khiến cho cú đá này trở nên khó khăn hơn với thủ thành Trafford. Đúng một bàn so với kỷ lục 12 bàn mà Dwight York tạo ra vào năm 96. Một huyền thoại. Một cầu thủ mà sau đó đã đến với câu lạc bộ Man United. Ollie Watkins. Nhịp hạ bóng của Watkins, sau đó chuyền bóng vào. Và Diaby đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa. 3 bàn thắng ngay trong hiệp đấu đầu tiên tại sân Villa Park. Một ngày cuối năm với rất nhiều cảm xúc. Moussa Diaby là người đã ghi bàn. Niềm tin mà huấn luyện viên Unai Emery dành cho cầu thủ này đã được đền đáp. Trọng tài Atwell vừa mới rút ra một tấm thẻ vàng nữa, và có vẻ như là nó dành cho cầu thủ Burnley vì lỗi phản ứng. Diaby đã có 3 bàn trước khi trận đấu này diễn ra. Và vừa rồi là bàn thắng thứ 4 của Diaby tại giải ngoại hạng mùa này. Ollie Watkins đã có pha phá bẫy Việt vị thoát xuống trước đó. Và sau đó là những pha xử lý rất tốt. Đây là pha kiến tạo thứ hai của Watkins ở trong trận đấu này rồi. Bàn thắng vẫn đang lảng tránh cầu thủ mang áo số 11, nhưng anh đang góp công rất nhiều cho hàng công của Aston Villa với hai pha kiến tạo sắc nét. Nhưng vừa rồi lại là một sai lầm đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía Burnley. Ollie Watkins. Ollie Watkins đẩy bóng sang chân trái, sau đó ngã xuống. Một lần nữa ông Atwell nói không. Liên tiếp là những tình huống khá nhạy cảm. Pha bóng trước đó quyết định của trọng tài Atwell là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng ở tình huống này thì sao đây?
Đây là đội bóng ưa thích nhất của Unai Emery mỗi lần chạm trán. Martin, đường chuyền của Martin cái. Watkin cố gắng đỡ bóng nhưng không thành công, nhưng vẫn đang là cầu thủ Aston Villa. Ramsey phạt góc cho Aston Villa. Rất đông cầu thủ Aston Villa đang hiện diện trong khu cấm địa của Burnley. Dưới cột Ramsey quyết định đi bóng, đường chuyền vào. Musa Diaby không được. Aston Villa đang bắn phá một cách tương đối thoải mái. Musa Diaby vừa rồi lại có bóng trong khu cấm địa của Burnley và tung ra được cú dứt điểm. Một nhịp khống chế đưa trái bóng về phía chân trái. Trước đó thì Goodmanson cũng đã không thể kịp theo kèm với pha đi bóng của Jacob Ramsey, không còn giữ được vị trí của mình nữa. Jacob Ramsey đường chuyền vào. Watkins chuyền bóng cho Diaby. Thiếu chút nữa đã có thêm một bàn thắng dành cho Aston Villa, lại là Diaby. Nhưng bằng một cách nào đó bóng vẫn chưa chịu chui vào lưới. Watkins và Diaby đều muốn có bàn thắng cho riêng mình, nhưng cả hai đều chưa thể thành công trong tình huống này. Lại là Jacob Ramsey chuyền bóng vào một khu vực rất hỗn loạn. Đây là pha bóng mà Ollie Watkins đã có một pha khống chế, che chắn. Và khi mà anh đã ngã rồi, Ollie Watkins vẫn đã có thể chuyền bóng cho Diaby. Bóng chỉ sượt nhẹ qua mép trên khung thành của Burnley. Moreno, Alex Moreno đưa chuyền vào. Watkins hơi khó cho Watkins. Đẹp qua đã tạo ra sức ép. Watkins có một cơ hội trong tay với trận đấu ngày hôm nay để đi vào lịch sử của Aston Villa. Anh đang nỗ lực hết sức mình cho điều đó. Watkins cũng đã đóng góp đến hai pha kiến tạo trong cả hai bàn thắng của Aston Villa. Điều bóng sang hành lang cánh trái thường tấn công của Burnley. Nhưng bây giờ đây thì liệu Aston Villa có phản công được hay không? Ollie Watkins chuyền bóng cho Martin, vẫn đang là cầu thủ Burnley. Bóng trở lại với Robus. Brown Hill không thể chuyền bóng vào. Phản công dành cho cầu thủ Aston Villa. Ollie Watkins không được. Watkins đã có một nhịp dừng bóng và đó là thời cơ cho Vitinho. Một phương án xử lý cũng không tồi đến từ Watkins. Chắc chắn là trong đầu Watkins đang nghĩ đến việc tự mình tìm kiếm bàn thắng, bởi có lẽ đó cũng là cơ hội cuối cùng của anh chàng. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn, giảm tới 50%.